xe ra đi, dắt ra ngoài kia để lấy bãi đóng khung xốp đại biểu. Thank you.
hấp. Nó dao đâu rồi? Dao đây.
đấy, đóng nắp vào đấy, nghe thì đấy. Cứ đan đi, đan đi, đan rồi. Đi vào lấy cái bút dạ đây cho bố. Thank you.
Ôi. Còn một cái phiếu công ty Việt Pháp nữa đây, dán này vào. Thực ra thì lấy nguyên cái bộ này bỏ bỏ lấy này ra. Đen. Đen dở luôn. Cái gì bị chán rồi, cái bọn đồng nai thôi. Thật là to. Đã mà đi. À đồng nai nó bắt mực chung luôn ạ. Đồng nai chung đồng nai. Đồng nai mực chung. Đồng nai bên ba là cái gì bị thiếu ấy đâu rồi, thiếu công ty Việt Pháp của anh đâu rồi? Không có, em đi chưa nhìn thấy công ty Việt Pháp nào cả. Thế nên là dính vào đâu rồi?
Đây là số điện thoại khách hàng là 0978 529 449, công ty Việt Pháp, khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đó. Bạn này ở công ty Việt Pháp, khu phố 3, phường Tân Định, 449, lui vào đây, Bình Dương. Đáng cái phiếu thẳng thắn nó cái thùng này nó không phải lắp của nó. Đấy là bạn ở Bình Dương, bạn này ở Đồng Nai, anh này là anh Lượng, 0945669879.